Trấn Thành lộ diện sau nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn trai nam em khẳng định bảo vệ người yêu tới cùng. Vì sao Hồ Ngọc Hà không muốn làm đám cưới? Bình An tặng Phương Nga quà khủng dịp sinh nhật. Nghệ sĩ nhân dân công lý tiếp tục xuất ngoại, bệnh tình hiện ra sao? Mối quan hệ con ruột con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thế nào? Chủ tịch Miss Universe thông báo rời ghế lãnh đạo sau 20 năm. Xin chào, là Ngọc Cúc đây. Ngay bây giờ thì mời mọi người vào từng nội dung chi tiết của giải trí Ibis. Trấn Thành lộ diện sau nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Trong chuyến về quê vợ mới đây, nam MC Trấn Thành đã bị soi ra chi tiết chỉnh trang nhan sắc ở xứ người. Bắt nguồn từ hình ảnh vợ chồng sao nam xuất hiện ở tàu địa ngầm và Trấn Thành có cuốn một giải băng dài từ đầu xuống cằm. Mặc dù vẫn tương tác đều đặn trên không gian mạng, song câu chuyện thẩm mỹ này không được Trấn Thành đề cập tới đến bây đây thì cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh harry won biểu diễn tại phố đi bộ nguyễn huệ đây là một chương trình mà nữ ca sĩ gốc hàn quốc tham gia ghi hình harry xuất hiện với trang phục váy áo đơn giản năng động dù bị ghi lại bằng camera thường nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp đáng nói hơn cả là sự xuất hiện của trấn thành ở hàng ghế khán giả Tuy nhiên, anh lại mang khẩu trang kín mít, vì vậy thật khó để nhìn ra sự khác biệt là so nam có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ hay không nè. Bạn nghĩ sao trước mang lộ diện này của Trấn Thành? Bạn trai khẳng định dù thị phi đến đâu vẫn luôn che chở nam em. Không còn úp mở nữa, mới đây thì nam em và bạn trai của cô đã công khai đánh dấu chủ quyền bằng cách thiết lập mối quan hệ hẹn hò trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, thì bạn trai của cô nàng cũng đã viết một bài viết dài nhằm khẳng định tình cảm với cô nàng. Anh không biết là quá khứ anh trải qua sóng gió bão tố ra sao, anh cũng đã biết quá khứ em đủ khổ rồi. Anh lựa chọn im lặng âm thầm, nhưng cái âm thầm đó có khi là động lực cho mọi người tò mò, đào bới, nên anh quyết định sẽ công khai mọi thứ cùng em, đồng hành cùng em. Dù công việc anh hay em có bị ảnh hưởng thì với cái trí tuệ của anh và sự thông minh của em cũng dư sức chúng ta sống trong hào quang của sự kính trọng ở một chặng đường tri kiến thức. Em an tâm nhé, khi anh đã quyết định một việc gì, anh sẽ không bao giờ buồn. Dù đó khắc nghiệt, thì phi đến đâu, anh vẫn sẽ luôn bảo bọc, che chở, đem bình an. Dù nó là sóng gió của bất cứ lĩnh vực nào. Uhm, nghe tới đây thôi thì không chỉ nam em mà bất kể cô gái nào cũng an tâm luôn nè. Lộ lý do Hồ Ngọc Hà không muốn làm đám cưới Bên nhau một thời gian sau đó có với nhau một cặp song sinh vô cùng đáng yêu, thế nhưng đến hiện tại vẫn chưa có một đám cưới nào gọi tên Hồ Ngọc Hà Kim Lý. Gần đây cõi mạng không khỏi xôn xao trước việc cặp đôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ, nguồn cân đến từ những tấm hình như hình cưới của cặp đôi. Tuy nhiên sau đó thì dân tình nhận ra đó chỉ là hình ảnh trong MV mà thôi. Vào tối ngày 16 tháng 11 thì Hồ Ngọc Hà đã tổ chức sự kiện ra mắt MV. Tại đây thì câu chuyện bao giờ cưới lại một lần nữa hướng tới Hồ Ngọc Hà. Và rồi bà mẹ ba con đã hồi đáp rằng bản thân không thích đám cưới bởi quan niệm sợ điều gì trọn vẹn quá lại có chuyện xảy ra. Năm 2024, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bước vào năm thứ bảy của cuộc tình. Với sao nữ, đó là một cột mốc của một mối quan hệ với những biến chuyển mới. Nếu bước qua được 7 năm đầu tiên, đó đã là một thành công lớn. Tôi nghĩ sẽ có một lễ kỷ niệm đẹp tưng bừng không khác gì một đám cưới sẽ diễn ra. Qua chia sẻ này có thể thấy vẫn có một sự kiện đặc biệt của cặp đôi, tuy nhiên nó sẽ không được định nghĩa là đám cưới. Khả Như ngầm phủ nhận thông tin yêu đương Huỳnh Phương Suốt một thời gian dài vừa qua, cõi mạng đã không khỏi xôn xao trước nghi vấn Khả Như và Huỳnh Phương bí mật hẹn hò. Nguồn cân đến từ những hành động thân thiết của cặp đôi ở các sự kiện. Giữa những lời đồn chưa được xác thực này thì Khả Như khi xuất hiện ở sự kiện ra mắt MV Gặp Đúng Lúc Yêu Đúng Người của Hồ Ngọc Hà đã nhận về câu hỏi tương tác của khán giả rằng cô có đang hạnh phúc hay không. Khả Như như đứng hình 3 giây trước câu hỏi này. Sau đó cô nàng bày tỏ... Em cảm thấy rằng 9.000 cái máy đang chỉa vào em. Dạ em ước gì sau ngày hôm nay, em mong rằng mình có thể gặp đúng lúc và yêu đúng người. Mọi người thương em, tập trung vào chị Hồ Ngọc Hà, gia đình chị ấy và những con người xinh đẹp ở đây giúp em. Em sẽ cố gắng gặp đúng lúc, yêu đúng người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. À. Phản hồi này khiến nhiều người tin rằng Khả Như đang ngầm phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Huỳnh Phương. Tuy nhiên thì số khác lại cho rằng cô nàng chỉ đơn giản là không muốn chiếm spotlight của nhân vật chính là Hồ Ngọc Hà mà thôi. Còn bạn thì bạn nghĩ thế nào? Thanh Vân Hugo ấn định ngày cưới, hé lộ quy định đầu tiên. Là một trong những hot girl đời đầu, Thanh Vân Hugo đã rẽ hướng trở thành một diễn viên MC có tiếng. Thành công về sự nghiệp trong cuộc sống đời tư của Thanh Vân Hugo lại khá trắc trở. Lấy chồng sớm có con đầu lòng cũng sớm thế nhưng cuộc hôn nhân này lại chẳng bền lâu. Sau lần đổ vỡ đầu tiên Thanh Vân Hugo mãi sau này mới tìm được bến đỗ mới. Cả hai đã có với nhau một cô công chúa xinh đẹp và đến bây đây thì họ đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Trên trang cá nhân thì Thanh Vân Hugo đã đăng tải ảnh cưới đẹp mê ly được chụp tại Australia. Ngày vui của cặp đôi đã được ấn định là ngày 6 tháng 1 năm 2024 tại Phú Quốc. Những bức hình cưới thu hút sự quan tâm của khán giả và bạn bè. Ai cũng háo hức, mong ngóng ngày vui của nữ diễn viên. Cụ thể thì nữ diễn viên Lã Thanh Huyền bày tỏ, chuẩn bị sim y đi ăn cưới nào. Vân Hugo sau đó đã hé lộ quyết định đầu tiên trong đám cưới. Dress code trắng nhé các bác ơi! Bạn có mong chờ đám cưới của Thanh Vân Hugo không? Hãy bày tỏ cảm nhận của mình để Abis được biết với nha! Bình An tặng Phương Nga quà khủng dịp sinh nhật. Sau khi trở thành vợ chồng nam diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga, càng nhận về sự quan tâm của công chúng, không chỉ khoe những khoảnh khắc lây lỗi trong cuộc sống, cặp đôi còn thể hiện tình cảm dành cho nhau vô cùng thắm thiết trên không gian mạng. Và mới đây thì Bình An đã chia sẻ bức hình tinh tứ thơm má bà xã Á hậu Phương Nga. Kèm theo đó thì nam diễn viên sinh năm 1993 còn nhắn nhủ tình cảm tới nửa kia. Chồng của Phương Nga chúc mừng sinh nhật vợ của Bình An, yêu bạn nhiều nhiều ạ. À. Có thể thấy trong dịp đặc biệt mừng sinh nhật Á hậu phương Nga, Bình An đã chơi lớn tặng cô chiếc xế hộp sang trọng có giá trị hàng tỷ đồng. Hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen, thu về hàng chục ngàn lượt tương tác đến kèm vô số lời chúc tốt đẹp dành cho cặp đôi nè. Nghệ sĩ nhân dân công lý lại xuất ngoại chữa bệnh, tình hình ra sao? Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Công Lý lại tiếp tục xuất ngoại sang đất nước Nhật Bản để điều trị bệnh. Đồng hành cùng chuyến đi của sao nam không ai khác là bà xã Anh, chị Ngọc Hà. Trên trang mạng xã hội, thì chị Ngọc Hà đã cập nhật tình hình của chồng như sau. Hôm nay, hai vợ chồng mình lên bệnh viện để khám lại sức khỏe cho anh Lý. Bác sĩ nói rằng tiên lượng của anh đang rất tốt. Sau khi truyền tế bào gốc vào người, sẽ cần thời gian đáp ứng để tế bào ổn định. Nhiều người hỏi tiền đâu để chữa bệnh cho chồng. Nếu như không có gia đình, người thân hỗ trợ, chắc hai vợ chồng cũng không có điều kiện để sang Nhật đâu. Mọi thứ đều phải nỗ lực rất nhiều với sự giúp đỡ từ người thân, bố mẹ, anh chị em, bạn bè. Mỗi người đều hỗ trợ một ít để anh Lý có thể khỏe lại với công việc. Trước chia sẻ của chị Ngọc Hà, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã để lại lời động viên nam nghệ sĩ nhân dân công Lý mau khỏe để có thể làm việc trở lại. Sau loạt biến cố, mối quan hệ con ruột con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thế nào? Sau khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi mãi mãi, người ở lại, đặc biệt là người thân của Sao Nam đã không khỏi tiếc nuối. Đi kèm với những nỗi đau lại là những ồn ào tranh chấp tài sản. Mặc dù Hồng Loan, con ruột duy nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải đối mặt với không ít những khó khăn, thậm chí với cả những người thân, song cô luôn nhận về sự đồng hành của những người con nuôi của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh mới đây trên trang cá nhân của mình thì hồng loan con gái của nghệ sĩ ưu tú vũ linh đã đăng tải bức hình của cố nghệ sĩ kèm chia sẻ nhớ nhung con nhớ ba động lực lớn nhất của con đều có ba bên cạnh ba ơi nhớ lắm ngay sau đó thì nghệ sĩ bình tinh và vũ luân đã để lại lời nhắn nhủ động viên tới em gái có thể thấy mối quan hệ giữa con ruột và con nuôi nghệ sĩ tú vũ linh vẫn luôn tốt đẹp nhớ ba lắm em cố gắng lên nào cái gì nó cũng có cái giá của nó hãy trưởng thành hơn em ạ à, để hiểu cuộc đời còn nhiều thứ mình phải học để khôn lớn hơn anh hai và chị ba luôn bên cạnh em bạn nghĩ sao về mối quan hệ tốt đẹp của các con của cố nghệ sĩ tú vũ linh dành cho nhau netizen phản ứng trước hình tiêu chiến trương tịnh nghi nên duyên không qua để nói Tiêu Chiến đã có một năm 2023 cực bùng cháy khi có nhiều tác phẩm lên sóng và nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ công chúng. Ở diễn biến mới thì khán giả đang mong chờ nam diễn viên tái xuất trong đại IP Tàng Hải Hí Lân. Đáng nói hơn ở thông tin này thì chính là những suy đoán về nữ chính, người sẽ nên duyên cùng nam thần tượng Tiêu Chiến. Có nhiều tin đồn cho rằng Lý Nhất Đồng hoặc Tôn Di sẽ nhận được vai diễn béo bở này. Nhưng thời gian gần đây thì Trương Tĩnh Nghi lại là cái tên được nhắc đến nhiều hơn một blogger giải trí khẳng định vì nàng tiểu hoa 95 có quan hệ thân thiết với nhà sản xuất phim nên đã âm thầm nhận vai. Thông tin này khiến người hâm mộ tiêu chiến không hài lòng vì cho rằng Trương Tịnh Nghi không phù hợp tạo hình cổ trang. Chưa kể thì dự án gần đây của cô nàng cũng có kết quả không tốt. Số khác lại cho rằng cả hai phù hợp để nên duyên với nhau. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào hãy chia sẻ với Ibis nhé! Chủ tịch Miss Universe thông báo rời ghế lãnh đạo sau 20 năm. Mặc dù cuộc thi Miss Universe 2023 đang diễn ra, song công ty sở hữu tổ chức JKN Global Group Thái Lan đã nộp đơn phá sản vì một khoản nợ lớn. Chưa dừng lại đó, thì sau buổi trình diễn trang phục dân tộc được diễn ra tại El Salvador, với sự tham dự của hơn 80 người đẹp kết thúc, Chủ tịch tổ chức bà Paula Sogat đã có bài phát biểu hơn 10 phút để công bố việc rời ghế lãnh đạo sau hơn 20 năm. Bà Paula cho biết Hoa hậu Hoàng Vũ lần thứ 72 sẽ là mùa giải cuối cùng mà mình đồng hành cùng tổ chức. Trên sân khấu hoành tráng này, thông báo sự kết thúc của tôi, nhiệm kỳ Chủ tịch Hoa hậu Hoàng Vũ, tôi đã quyết định rằng thứ bảy này sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng mà tôi điều hành. Quyết định này đã được tôi đưa ra trong nhiều tháng và không liên quan những sự kiện gần đây. Tôi ở lại vì niềm tin vào El Salvador và tình yêu của tôi dành cho thương hiệu Hoa hậu Hoàng Vũ. Từ chia sẻ này, thì nhiều người đã hoài nghi một sự không hợp tác giữa Chủ tịch Miss Universe và công ty sở hữu tổ chức. Tuy nhiên, thực hư thế nào thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giải trí ibis ngày hôm nay ngọc Cúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại